Mới đây, người đàn ông tên Massey, đam mê rắn đến từ seri Ấn Độ, thường thực hiện các video liên quan đến rắn và chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, video gần đây Massey quay cùng ba con rắn hổ mang đã khiến người đàn ông này phải nhập viện. Video lan truyền cho thấy Massey cùng ba con rắn hổ mang có kích thước khác nhau ở giữa rừng cây. Anh ngồi trước ba con rắn, cúi mình kéo đuôi chúng và đưa tay di chuyển. Lúc đầu ba con rắn hổ mang có vẻ đưa người theo chuyển động của Massey. Sau đó, một trong ba con rắn hổ mang bất ngờ lao vào cắn trúng đầu gối của Massey và người đàn ông dùng tay kéo con rắn nhưng nó không chịu buông thà. Rắn hổ mang có nọc độc, độc nguy hiểm. Susanta Nanda, nhân viên Sở Lâm nghiệp Ấn Độ, cảnh báo rằng đây là hành động thách thức tệ hại đối với rắn hổ mang. Những con rắn coi vật chuyển động là mối đe dọa tiềm tàng. Nó theo dõi và tấn công ngay. Vết cắn chứa nọc độc, độc của rắn hổ mang đôi khi gây tử vong ở người. Sau đó, Massey đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị rắn hổ mang cắn may mắn anh vẫn giữ được tính mạng nhưng phải nằm viện để được theo dõi điều trị vết thương